kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang bước vào mùa Giáng sinh. Tôi nhớ những năm trước 75 tôi có nghe được bài hát Đấng Cứu Thế Giáng Trần của lúc bây giờ là trường đạo Nguyễn Lãnh. Ông viết như vậy. Đấng Cứu Thế Giáng Trần tại chuồng chiên nơi Bethlehem. Ôi thân sinh nghèo nàn đành hạ sinh trong nơi tồi tàn. Đêm đông xưa giá hàng, Ngài chịu bao nhiêu nỗi lạnh lùng không chăn nuôi chiếu giường ngài hạ sinh nơi máng cỏ chiên có lẽ một số con cá của chúa ở khu vực bắc trung phần thì biết trường đạo nguyên lãnh lúc bấy giờ ông đã sáng tác cái bài này lúc đó tôi còn là một thiếu niên tôi biết bài này và tôi thật là cảm động khi mà biết tinh thần của chúa giêsu qua cái bài hát như chúng ta đã vừa mới nghe kính thưa hội thánh 500 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì Đức đã Đức Chúa Trời đã phán với loài người qua tiên tri mi rằng hỡi Bethlehem Ephrata ngươi ở trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm song từ nơi ngươi sẽ sinh ra một đấng cai trị trong Israel gốc tích của ngài bởi từ xưa từ trước vô cùng vậy nên ngài sẽ phó chúng nó cho đến cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ và kẻ sót lại của anh em ngài sẽ trở về con cái Israel. Theo học giả William Barclay, ông nói rằng từ Bethlehem cho đến nơi mà Chúa Giêsu ở từ Nazareth đến Bethlehem khoảng 200 cây số. Thì chúng ta biết làm thế nào 200 cây số thời bây giờ việc đi lại rất khó khăn. Mà Chúa Giêsu có thể đến sinh tại thành Bethlehem theo như lời tiên tri ở đây. Quý ông bà anh chị em biết tại sao không? Lúc bây giờ Đức Chúa Trời đã làm việc Kinh Thánh cho chúng ta biết lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Đức Chúa Trời đã khiến cho các hoàng đế La Mã cứ 14 năm thì kiểm tra sổ bộ một lần. Cho nên lúc bây giờ vua Caesar Augusta ra xác lệnh tất cả mọi người ở đâu về nơi đó để khai tên vào sổ. Và lúc bây giờ Joseph là chồng hứa và Mary là mẹ của Chúa Giêsu đang ở Nazareth, họ trở về Bethlehem là nơi sinh ra là nơi quê quán của họ để có thể đăng ký sổ bộ và đang khi đi trên đường đó thì ngày sinh nở của Mary gần đến. Vì cớ nghèo nàng họ không có tiền để có thể thuê một chỗ ở ban đêm một nơi tiện nghi và cuối cùng Chúa Giêsu đã sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ và chúng ta đã được biết. Và như vậy là lời tiên tri 500 năm năm trước Chúa truyền cho Michê đã được ứng nghiệm lời tiên tri đã ứng nghiệm hoàn toàn vào nơi Chúa Giêsu Giáng sinh là tại Bethlehem Ephrata. Kính thưa quý ông bà anh chị, Chúa Giêsu đã Giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ. Trong thời giờ này chúng ta cùng suy gẫm đề tài đấng cứu thế Giáng trần. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm là đấng cứu thế là ai và Giáng trần thế nào. Thứ hai là đấng cứu thế Giáng trần ban phước hạnh nào và thứ ba là thái độ của chúng ta đối với đấng cứu thế Giáng trần đó. Điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ đó là đấng cứu thế là ai và ngài giáng trần như thế nào. Trong câu 7, trong cả phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 1 đến câu 20, bởi vì quá dài cho nên chúng ta chỉ đọc từ câu 8 trở đi. Khi về nhà, quý con các quý chúa có thì có thể đọc hết đoạn này. Câu 7 thì chép rằng người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúa Giáng sinh là đấng cứu thế và từ này cũng có nghĩa Ngài là đấng đến để cứu nhân loại. Đấng cứu thế cùng với một tên là giê -xu ở trong tiếng Hy Lạp. Đây là đấng cứu rỗi hoặc là đấng cứu tinh của cả nhân loại. Và Ngài đến để giải phóng con người ra khỏi tội. Cho nên Matthew đồng 1 câu 21 thì thiên sứ của Chúa phán với Joseph là chồng của Mary đang khi Joseph Suy nghĩ miên man không biết vì sao, vợ khứa của mình chưa ăn ở với mình lại có thai và thiên sứ phán rằng: "Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." Thiên sứ nói như vậy để cho Joseph biết và ngài chính là Đấng Christ. Đây là danh xưng của Đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời. Ngày xưa, việc một đấng chịu sức dầu thì có thể làm công việc như vậy ba điều thứ nhất đó là làm vua thứ hai là làm tiên tri và thứ ba là làm thầy tế lễ Chúa Giêsu đã làm trọn vẹn ba chức vụ này ngài là vua ở trong gian đoạn 18 câu 36 37 khi Herod hỏi ngươi là vua sao Chúa Giêsu nói là ta là vua Hiện nay nước của ta không phải thuộc về hạ giới Nước của ta nếu thuộc về hạ giới Thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận Nhưng hiện nay nước của ta không thuộc về hạ giới Chúa Giêsu làm vua Và Ngài cũng làm tiên tri Và trước khi nói về Chúa làm tiên tri Thì chúng ta suy nghĩ Bây giờ Chúa Giêsu đang làm vua trong lòng của những con dân Chúa. Cuối cùng Chúa Giêsu sẽ làm vua cả hoàng vũ, nhưng bây giờ Chúa Giêsu làm vua của những con cái của Chúa. Bây giờ quý ông bà anh chị và tôi suy nghĩ thử, Chúa Giêsu có đang làm vua của chúng ta không? Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Nếu Chúa Giêsu là vua, thì Ngài có quyền sai tôi đi chỗ này, sai tôi đi chỗ kia, bảo tôi làm việc này, làm việc nọ theo ý muốn của Ngài, chứ không phải tôi muốn đi đâu thì đi. Quý ông bà anh chị em biết trước khi tôi đến Trung Minh giảng, tôi đã để thì giờ uh, kiên ăn cầu nguyện rất nhiều bởi vì lúc bây giờ con của tôi là Võ Nhân Tự đang làm ở Bệnh viện nhiệt đới là nói với tôi là ba không nên đến Trương Minh Giảng. Vì có nhiều điều mà quý anh bạn chị biết rồi. Tôi hỏi con nói điều đó là ý của con hay là ý của Chúa. Thì con của tôi không có trả lời được. Làm thinh. Và sau đó thì tôi nói con biết không? Ba đi theo ý muốn của Chúa. Nếu Chúa muốn bà đến thì bà sẽ đến Còn nếu không thì Chúa bà sẽ đi theo cách khác của Chúa Và quý ông bạn chị biết là tôi rất thích đến Nha Trang Lúc bây giờ Hội Thánh Nha Trang đang khuyết quản nhiệm Và thầy truyền đạo ở đây nói là một sư đưa tên đến đây đi Và tôi rất thích Nha Trang bởi vì Nha Trang có biển Mà tôi thích tắm biển lắm Thích tắm biển lắm Tôi nói Chúa ơi con muốn tắm biển còn muốn đến hầu vị chúa ở Nha Trang và cũng thích tính thích tắm biển nữa nhưng mà quen bạn chị biết là chúa không muốn tôi tắm biển mà chúa muốn tôi tắm khô tôi cầu nguyện kiên ăn cầu nguyện có những ngày kiên ăn cầu nguyện rồi có những kỳ kiên ăn cầu nguyện cái ngày kiên ăn là cầu nguyện là một ngày còn kỳ đó là hai ngày ba ngày có khi cả một tuần trừ ra chủ nhật còn tất cả những ngày khác đều là kiên ăn cầu nguyện để biết rằng Chúa muốn con đến Trường Minh Giảng hay là đến Nha Trang. Tôi khi ăn cầu nguyện rất nhiều. Có những ngày, có những kỳ kiên ăn cầu nguyện. Và tôi biết rõ là Chúa muốn tôi đến đây. Tôi nên lúc bây giờ là hội thánh còn hội đồng mời quản nhiệm. Và tôi đưa tên đến ở đây. Rồi một vài nơi khác. Tổng liên hội đưa tôi đến đây và hội thánh Bến Gỗ thì cả hai nơi đều mời tôi đến và tôi đã cầu nguyện để biết Chúa muốn mình ở đâu. Và cảm ơn Chúa thì 10 năm trôi qua Chúa cho tôi ở đây để hầu vị Chúa. Và trong những ngày tháng hầu vị Chúa ở đây, tôi kinh nghiệm được nhiều điều Chúa làm. Chúa đã ban phước cho đời sống của tôi, cho chức vụ của tôi, cho công việc mà Chúa giao cho tôi. Ngài là vua, không phải là tôi muốn đi tắm biển thì tôi cứ đi. Đức Chúa Trời không muốn tôi tắm biển Ngài muốn tôi tắm khô Thì tôi vân phục Và có những lần Tôi được quốc tế nhân quyền Can thiệp và cho tôi đi nước ngoài Thì tôi cũng biết rằng Chúa ơi con đi trong ý của Chúa Hai lần tôi từ chối đi nước ngoài là Tôi nói con ở đây cũng được Ở nước ngoài cũng được Miễn là trong tay của Chúa Nếu Chúa muốn con đi Con sẵn sàng đi chú muốn ở lại việt nam con sẵn sàng ở và cảm ơn chúa khi tôi bước đi trong ý của chúa đức chúa trời ban phước còn nếu thưa quý ông bạn chị nếu tôi đi theo ý riêng thì sao nếu tôi là vua tức là tôi muốn đi thì đi tôi muốn ở thì ở thì điều gì xảy ra đối với tôi quý ông bạn chị nghĩ sao điều gì xảy ra tôi đi theo ý riêng đức chúa trời không đẹp lòng đức chúa trời sẽ không ban phước và tôi cũng đã từng thấy có những cuộc đời đi theo ý riêng không được Chúa ban phước. Chứ không phải muốn đi đâu thì đi. Có những người tự động đi nước ngoài và Đức Chúa Trời không có ban phước. Vì họ không để Chúa làm vua. Họ đang làm vua của lòng họ. Họ đang làm vua cuộc đời của họ. Và Đức Chúa Trời không ban phước. Chúa Giêsu được sức giàu để làm vua Ngài sẽ làm vua trên cả Hoàng Vũ Nhưng bây giờ Ngài đang làm vua trên từng tấm lòng Trên từng đời sống của quý anh bà, anh chị, em và chúng mình tôi Chúng ta hãy suy nghĩ Tôi làm vua của cuộc đời tôi Hay Chúa làm vua cuộc đời tôi Xin Chúa nâng đỡ để chúng ta thấy được Ý muốn của Ngài Vì Chúa đến để làm vua Đặc biệt là trong lòng của Từng đời sống chúng ta khi tôi đến trường minh giảng thì một số anh em hỏi tôi là một sư có sợ không tôi nói tôi đi với chúa mà tôi sợ gì tại vì chúa sai tôi đến và tôi làm cái điều chúa muốn tôi làm tôi sống theo điều mà chúa muốn tôi sống tôi làm công việc chúa mà ngài giao cho tôi thì đi với chúa còn có gì phải sợ hãi nữa đức chúa trời đã ban phước cho tôi trong 10 năm qua bây giờ tôi đang tiếp tục cầu nguyện để chúa dẫn dắt con trong nhiệm kỳ tới con sẽ ở đâu chứ không phải tôi muốn đi đâu thì đi không phải tôi muốn làm gì thì làm áo ước rằng trong mùa giáng sinh này quý ông bà và chính mình tôi chúng xác định lại chúa giêsu là vua hay là tôi là vua của tôi xin chúa năng đỡ chúng ta trong gia đình cũng vậy hai vợ chồng sống với nhau nếu chúa giêsu là vua thì một vấn đề nào mà còn xung đột vấn đề nào chúng ta chưa rõ hai vợ chồng cùng quỳ gối xuống lạy chúa con muốn điều này vợ con muốn điều kia con muốn điều này vợ chồng con muốn điều kia bây giờ đâu là ý chúa xin chúa chỉ cho con biết chúa sẽ chỉ và khi chúng ta biết rõ ý của chúa chúng ta sẽ hành động một cách đúng đắn và chúng ta sẽ được phước còn nếu chúng ta nói tôi đúng bà sai hay là và bà nói tôi đúng ông sai thì chúng ta cần xét lại Xin Chúa chỉ cho con biết Đâu là ý Chúa Bởi vì Chúa làm vua Còn nếu chúng ta nói mình là vua Thì chúng ta miễn bàn Là đi hay ở Làm này làm kia Mọi sự là của mình Xin Chúa năng đỡ chúng ta Chúa Giêsu đang làm vua Trên đời sống của quý ông bà anh chị và chúng mình tôi Hay là chúng ta tự làm vua Thứ hai Ngài làm tiên tri ở trong gian đoạn 7 câu 40. Người ta muốn tôn Chúa Giêsu làm vua à, làm tiên tri. Bởi vì Chúa Giêsu thật là đáng tiên tri. Tiên tri có nghĩa có hai nghĩa, một là giảng lời của Chúa Trời và nghĩa thứ hai đó là tiên báo những việc tương lai và Chúa Giêsu đều làm công việc này. Rồi thứ ba, Ngài là thầy tế lễ ở trong Hebrew đoạn 4 câu 14 15 đặc biệt là câu 15 thì Chúa Giêsu là đấng làm thầy tế lễ có lòng thương cảm chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Ngài gần gũi với chúng ta cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Trong chức vụ thầy tế lễ, Chúa Giêsu dân không dân con chiên như các thầy tế lễ ngày xưa nhưng mà Chúa dân chính mạng sống của Ngài như chúng ta thấy trên phong màn. Ngài đang ở trên thập tự giá bởi vì Ngài đến để dân mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội. Và như vậy chúng ta tất cả đều được cứu bởi vì Chúa Giêsu đã đến để làm thầy tế lễ. Chúa Giêsu là Đấng Christ đó có ba nghĩa đó. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Chúa Giêsu là Chúa. Cái từ Chúa trong tiếng Hy Lạp nó là Kyrios. Nó tương đương với Đức Giê-hô-va trong cựu ước. Và chúng ta biết Chúa Giê Đức Giê-hô-va trong cựu ước là Chúa hằng hữu hay là đấng cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta là đấng tể trì cao hoàng vũ nhưng tại sao Chúa Giêsu lại sinh ra trong chuồng chiên mắng cỏ chúng ta thấy cái mắng cỏ như vậy đấng cứu thế lại sinh ra mán, trong mắng cỏ nghèo nàn như thế sao bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị em có ai trong chúng ta ở đây đã từng được sinh ra trong chuồng bò rồi có ai không không tôi hỏi như vậy nhưng câu trả lời đã có rồi không ai trong chúng ta dù nghèo đến cỡ nào cũng không có sinh ra trong chuồng bò nhưng Chúa Giêsu là vua trên muôn vua là Chúa trên muôn Chúa là Đức Giêsu va của Cựu ước tại sao ngài sinh ra trong máng cỏ giống như chuồng bò của chúng ta ngày hôm nay lý do hai lý do thứ nhất người nghèo khổ mới có thể đến tôn thờ Chúa và thứ hai ngài trở nên nghèo để nhờ sự nghèo của ngài mà chúng ta trở nên giàu chúa tôi sinh ra trong vùng viên bán cỏ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những người chăn chiên mới có thể đến với chúa tôn thờ ngài chứ nếu chúa sinh ra trong cung vàng điện ngọc thì mấy ai có thể đến được ngoại trừ vua quan mà thôi cho nên chúa giêsu đến trong chuồng chiên bán cỏ để cho quý ông bà anh chị và tôi có thể tôn thờ ngày xưa các gã chăn chiên đã đến để tôn thờ chúa vì cớ ngài sinh ra trong nơi nghèo khổ đó chúa cảm thông với tất cả những nỗi khổ của chúng ta để chúng ta có thể đến với Ngài. Và Ngài là đáng giàu có nhưng trở nên nghèo để bởi sự nghèo của Ngài chúng ta được nên giàu. Như Cô Đơn Tô Nhì đoạn 8 câu 9 chép rằng Vì anh em hết thảy nhờ ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu. Chúa từ trời cao, ngài giàu có, ngài ở thiên đàng vinh hiển, ngài đến trần gian này để chịu khốn khổ nghèo hèn vì có chúng ta, để nhờ cái sự khốn khổ nghèo hèn của Chúa đó, chúng ta được trở nên giàu có, được ở thiên đàng vinh hiển. Mà kinh thánh diễn tả rằng đường đi ở thiên đàng bằng vàng. Tức là những gì quý giá mà chúng ta có trên trần gian này, có một người có chút vàng một chỉ hai chỉ một lượng hai lượng một uh, ký hai ký gì đó, nó quý giá. Thì chúng ta biết rằng những thứ đó ở trên thiên đàng chỉ để lót đường mà thôi Tức là giàu có vô cùng Chúa Giêsu dùng cái điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa giàu có Mà vì cớ chúng ta Ngài trở nên nghèo Để chúng ta được giàu có ở trong Ngài Cảm ơn Chúa vô cùng Bọn chăn chiên sung sướng lắm Bởi vì Ngài đã đến để cứu Ngài là Chúa Nhưng sẵn sàng trở nên con người tầm thường Và tôi nhớ có một bài thơ diễn tả tâm lòng vui sướng, phước hạnh của bọn chăn chiên khi được tôn thờ ấu chúa. Bọn chăn chiên trong cái lời thơ đó họ mô tả rằng lại ấu chúa kính dân ngài lời cảm tạ vì thứ người sanh hạ khỏi trần gian lũ chúng con suốt một đời hèn hạ chăn chiên thuê sống đạm bạc bằng hàng có ngờ đâu được đêm nay vinh hạnh gặp đầu tiên cứu chúa tại chuồng chiên lòng khôn siết, mừng vui quên đói lạnh bên chân ngài nghe ấm áp vô biên bên chân ngài nghe ấm áp vô biên con nghe tầng tầng cao thiên sứ hát được gần ngài là cứu chúa yêu thương chúng ta ở chúa bởi vì ngài đã đến trần gian này cảm thông với tất cả những niềm vui nỗi buồn của chúng ta để chúng ta có thể đến với ngài trò chuyện với ngài và thậm chí ngài kể chúng ta là bạn hữu của ngài cảm ơn chúa Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đến là đấng cứu thế giáng trần ban phước hạnh nào. Chú đến ban cái điều gì? Thứ nhất, ngày ban chúng ta sự vui mừng lớn. Ở trong câu 10, Thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Chúa Giêsu đến ban sự vui mừng lớn. Người kinh nghiệm sự giáng sinh là người kinh nghiệm niềm vui lớn lao mà Chúa dành cho mình. Bởi vì sao? Ngài ở trên trời mà từ trời Ngài đến để đem chúng ta phước hạnh ở trời cho chúng ta. Khi các môn đồ được Chúa sai đi, họ đi hầu vị Chúa, họ giảng dạy, họ có quyền năng. Họ có quyền năng chữa bệnh, họ có quyền năng đuổi quỷ. Họ trở về phúc trình với Chúa và họ nói Chúa ơi, vì cớ Chúa mà ma quỷ cũng sợ chúng tôi, cũng phục chúng tôi nữa. Thì Chúa giêsu mới nói, các ngươi mừng vì cớ, các quỷ cũng sợ các ngươi. Điều đó đúng, nhưng mà điều các ngươi vui mừng hơn đó là tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Thưa quý ông bà anh chị, tên của quý ông bà anh chị và chính mình tôi được ghi trên thiên đàng. Vui mừng lắm. Không phải tên của tôi được ghi ở Mỹ. Không phải tên của tôi được ghi ở Úc. Không phải tên tôi được ghi một nước nào ở trên thế giới này. Nhưng tên của tôi được ghi trên thiên đàng. Đó là điều vui mừng vô cùng. Không có gì có thể diễn tả được. Và nếu chúng ta thấy niềm vui đó lớn rồi, chúng ta sống với cái niềm vui mà Chúa ban cho và mang niềm vui đó cho những người chung quanh chúng ta. Chúa ban niềm vui lớn vì có Chúa ở trong mình khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Thứ hai, Ngài đến để ban sự cứu rỗi ở trong câu 11 mà chúng ta đã đọc. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho con người một đấng cứu thế là Chris là Chúa. Chúa cứu chúng ta. Ngài là đấng cứu rỗi hay là đấng cứu thế hay là đấng cứu tinh. Điều này có ba phương diện mà Chúa cho chúng ta thấy được. Thứ nhất là trong quá khứ, tội lỗi chúng ta tất cả đều được tha hết rồi. Tất cả tội lỗi chúng ta được tha hết. Thứ hai, trong hiện tại, chúng ta đang hưởng bình an, phước hạnh và quyền năng. Quý ông bạn anh chị khi đã tin nhận Chúa Giêsu rồi chúng ta nhận biết chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh, được niềm vui và sự bình an ở trong Chúa, có quyền năng của Ngài để sống. Không phải sống một cuộc đời yếu đuối. Cho nên thưa các anh chị em, đặc biệt là những anh chị em tăng tín hữu chúng ta đã tin Chúa rồi bây giờ chúng ta có sự bình an trong lòng có phước hạnh của Chúa và chúng ta cũng có quyền năng của Chúa nếu chưa có chúng ta cầu nguyện xin Chúa làm điều đó ở trong chúng ta một cách đầy đủ để chúng ta sống quyền năng quyền năng đó để có thể đắc thắng tội lỗi quyền năng đó để có thể đắc thắng yêu riêng quyền năng đó có thể để chúng ta đắc thắng những cái điều không đẹp lòng Chúa ví dụ như lòng chúng ta đang ghét ai đó nếu chúng ta còn đang ghét ai đó vì có người khác không làm theo ý mình mà chúng ta ghét thì hãy biết rằng chúng ta chưa có quyền năng của Chúa. Tức là chúng ta chưa nhận được sự cứu rỗi đầy đủ. Người đó là ai? Bất cứ là tín đồ cũ, tín đồ lâu năm, là chấp sự, là giáo viên, dạy kinh thánh, là mục sư truyền đạo nữa. Nếu không có kinh nghiệm quyền năng của Chúa thì vẫn chưa hưởng sự cứu rỗi đầy đủ. Quyền năng đó không phải là để làm cái phép lạ gì đó mà thôi đâu. Nhưng mà quyền năng đó để đánh thắng tội lỗi. Nếu mình đang ghét ai đó, thì mình không có quyền năng, tức là chúng ta chưa hưởng được sự cứu rỗi đầy đủ. Chúng ta đang nghĩ xấu về ai đó, chúng ta đang ganh tị về ai đó với ai đó, chúng ta đang thiếu quyền năng của Chúa trong hiện tại và trong tương lai thì chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Đây là điều phước hạnh vô cùng. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này để chúng ta biết được ơn của Chúa và tiếp tục bước đi trong sự hầu việc Ngài. Chúa cho chúng ta nhận được nhiều quý giá đó và quý ông bà anh chị thấy rằng trong quá khứ mình đã nhận được điều đó chưa? Có một doanh nhân từng nói rằng muốn biết tương lai hãy nhìn quá khứ, muốn biết tương lai thì cần nhìn quá khứ. Khi quá khứ của chúng ta đã được Chúa hành động, Chúa đã làm cho chúng ta nhẹ nhàng, sống thư thái, thoải mái, phước hạnh, thì chúng ta biết rằng điều đó Chúa cũng sẽ làm chúng ta trong tương lai. Có một anh tiến đồ người da dạ đen hết lòng tin cậy chúa và anh có cuộc đời làm chứng về chúa anh sốt sắng và có một người bạn của anh luôn luôn chế giễu anh là nói anh tin chúa anh được cái gì ra sao rồi anh nói điều đó chỉ là phù phiếm mà thôi thì quý anh bạn chị biết là anh này cứ tiếp tục làm chứng vì cớ chúa đã ban cho mình niềm vui phước hạnh sung sướng lắm cho nên một ngày kia anh đang vác một bao khoai ở ngoài đồng đi trở về thì người bạn đang chế giễu ở phía trước mặt anh Thế thì anh vác bao khoai đi qua mặt của anh người chí diệu của anh đó anh làm cái bao khoai trên lưng anh rớt xuống thì anh mới hỏi cái anh người ngoại mà chống đối mình đó anh có biết tại sao tôi biết cái bao khoai ở trên vai tôi rớt xuống không anh kia nói làm sao mà tôi không biết được làm sao mà anh không biết được bởi vì sức nặng ở trên vai của anh nó rớt xuống rồi anh biết mà đó là điều dễ dàng thì anh cũng nói với cái anh tín đồ anh anh người ngoại kia rằng cũng vậy anh làm biết không tôi biết cái bao khoai của tôi rớt xuống bởi vì cái vai tôi nó nhẹ nhàng rồi tôi biết điều đó nó rõ ràng không ai là không biết và cũng vậy đó khi gánh nặng tội lỗi của tôi được Chúa tha thứ tôi được bình an được phước hạnh và được quyền năng của Chúa thì làm sao mà tôi không biết được và khi mà anh nói cái điều đó với cái anh người ngoại thì anh người ngoại ông đồng ý đồng ý bởi vì cái bao khoai mà nó rớt xuống khỏi vai anh rồi thì làm sao mà không biết được quý ông bà anh chị có thấy cái bao khoai rớt xuống khỏi lưng mình chưa nhẹ nhàng chưa vậy nếu chúng ta thấy nhẹ nhàng thì đó chúng ta sống vui vẻ thoải mái phước hạnh bình an chú đặt con ở chỗ nào con cũng vui vẻ thoải mái sung sướng khi chúng ta kinh nghiệm được điều đó ở trong quá khứ thì chúng ta biết rằng thật sự chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi đầy trọn của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chưa nhận. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được sự nhẹ nhàng, phước hạnh, sự cứu rỗi đầy trọn mà Chúa dành chúng ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, chúng ta nhận được sự bình an, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người trong câu 14. Trong bản dịch mới, dịch câu này rất là tuyệt vời. Vinh danh thượng đế trên trời, bình an dưới đất cho người ngài thương bình an đó dành cho tất cả những người mà Chúa thương. Ai được Chúa thương? Tất cả mọi người chúng ta đều được Chúa thương. Hôm trước tôi có nói về tình yêu thương vô điều kiện của Chúa. Thì có một tín đồ ở đây nhóm rồi xuống dưới gặp tôi và nói Chúa thương đâu có phải là vô điều kiện đâu. Chúa thương cũng có điều kiện chứ. Tôi nói rồi á tôi nói nếu mà Chúa thương có điều kiện thì tôi với anh đều đi địa ngục hết rồi. Chúa thương là vô điều kiện, Chúa yêu thương tất cả mọi người chúng ta. Không kể người tốt, người xấu, không thể là vua, quan hay là dân thường. Không thể là người giàu có hay là nghèo khổ. Không kể là những bậc vương tôn công tử hay là những người tầm thường nhất trong xã hội. Như Ngài thương tất cả mọi người, còn sự cứu rỗi thì có điều kiện. Điều kiện là gì? Ăn năn tội, tin Chúa. Ăn năn tội, tin Chúa, đó là điều kiện của một người cần được cứu rỗi. Còn nếu không, họ không chấp nhận, thì không được cứu còn chúa thương là tất cả mọi người chúa thương hết và chúng ta hưởng được sự bình an khi chúng ta bước vào cái điều mà chúa hứa cho là tin nhận chúa giêsu chúng ta được tha tội được làm hòa với đức chúa trời được hưởng sự bình an nếu trong lòng chúng ta chưa có bình an vì cớ chúng ta có lầm lỗi nào đó có điều nào mà chúng ta yếu đuối bất lực chúa sẽ làm việc chúng ta cần được cần ý thức được điều này khi người ta hỏi về đại thi hào Đăng ở nước Italy thì họ người ta hỏi ông rằng đâu là điều ông mong mỏi và tìm kiếm nhất trong cuộc đời thì ông dù là một vĩ nhân ông cũng nói rằng cái điều mà tôi mong mỏi tìm kiếm nhất là cái điều mà mọi người trên đời này đều tìm đó là sự bình an dù là một vĩ nhân một con người vĩ đại ở trên thế giới này họ cũng cần sự bình an của thượng đế dành cho con người cho nên chúng ta cảm ơn chúa vì ngài để sự bình an cho chúng ta, ngài ban sự bình an cho chúng ta, ngài cho sự bình an để chúng ta nhận được và điều đó làm cho lòng chúng ta không còn bối rối, không còn sợ hãi. Trong gian đoạn 14 câu 27, xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó, chứ không phải chỉ vào thiên đàng mới nhận được, hay là chúng ta sống một nơi nào đó, ngồi trên ngai vua chúng ta mới bình an. Daniel ở trong nơi phu tù ông vẫn bình an. Dario ngồi trên ngai vàng mà bối rối còn Daniel ở trong hang sư tử lại bình an. Thưa quý ông bà anh chị, khi chúng ta có bình an của Chúa thì ở trong nơi nguy hiểm, trong nơi khó khăn, trong nơi thiếu thốn, trong nơi sự chết cận kề thì Daniel vẫn bình an ở trong hang sư tử, còn Dario ngồi trên cung điện vẫn bất an cả đêm không ngủ được và không đem ban nhạc đến cho mình nghe sự quan bạn chị sự bình an của Chúa dành cho chúng ta là sự bình an rất là tuyệt vời như vậy đó Xin Chúa nâng đỡ chúng ta bây giờ điều thứ ba chúng ta cần có thái độ nào đối với năng cái thế thứ nhất mời gọi người khác đến tôn thờ Chúa trong câu 15 sau khi các thiên, các thiên sứ lì họ lên trời rồi bọn chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay chúng ta để ý chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem Tức là khi thiên sứ của Chúa báo tin rồi, thiên sứ đi rồi thì họ mới bàn với nhau đến tôn thờ Chúa. Họ bàn với nhau, họ mời gọi đến tôn thờ Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị, mùa Giáng sinh đã trở về. Sứ điệp của chúng ta trong mùa Giáng sinh này là gì? Có phải là bàn với nhau về bữa ăn 12 giờ khuya, thế nào cho nó thịnh soạn? Hoặc là có phải mặc cái áo nào cho đẹp, chiếc đầm nào cho nó tuyệt vời nó lộng lẫy hay là tìm cái chỗ nào du lịch trò chuyện với nhau về những điều đó ở đây các gã chăn chiên đã trò chuyện với nhau và mời gọi cùng đến tôn thờ cứu chúa đây có phải là sứ mạng mà chúa dành cho chúng ta không chúng ta ao ước rằng sứ mạng của chúa dành cho những bọn chăn chiên ngày xưa thì cũng dành cho chúng ta hãy đi ra ngoài mời gọi người khác đến với Chúa bởi vì Chúa đến để tìm và cứu kẻ bị hư bắt tức là Chúa tìm và cứu quý ông bà chị và chính mình tôi như vậy Chúa cũng muốn cứu những người chung quanh chúng ta để họ đến với Chúa chúng ta cảm ơn Chúa vì trong những tháng vừa qua ban truyền giáo đã nỗ lực làm việc họ vươn ra cộng đồng từ chỗ này chỗ kia đủ mọi cách mà chúng ta biết rồi đó để mời gọi những thân hữu đến để nghe để biết về Chúa để được cứu đó là sứ điệp của mùa Giáng sinh ước mong rằng đó là sứ điệp cho quý ông bà anh chị và chính mình tôi chứ không cứ ngồi lại bàn với nhau áo cái đầm này có đẹp không cái đôi giày kia ra sao có đắt tiền không khi mình mang vào thì người ta có thấy họ có đánh giá mình là là hàng xịn không quý ông bà anh chị có suy nghĩ điều đó không đồ đạc áo quần giày dép hàng hóa những cái gì mà chúng ta có mặc vào để cho người khác đánh giá mình qua cái nhìn của mắt mắt xác thịt của mình Chúa muốn chúng ta mời gọi những người xung quanh đến với Chúa và quý ông bạn chị biết rằng khi chúng ta mời gọi người khác đến với Chúa tin nhận Chúa thì giá trị nó vô cùng lớn lao ở trên thiên đàng mà chính Chúa dành cho như trong Daniel đoạn 12 câu 3 rằng những kẻ không sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng cung và những kẻ giác đêm nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời 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 mãi mãi những kẻ giác đêm nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi cho nên khi chúng ta đến thờ phượng Chúa Giáng Sinh chúng ta ao ước sự Giáng Sinh của Chúa ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta và chúng ta mời gọi người khác đến với Chúa có một chị tín đồ kia nói Nhờ một sư cầu nguyện cho tôi để tôi có sức khỏe mà đi du lịch Các bạn chị nghe điều đó thì nghĩ gì? Tưởng là xin Chúa cho có sức khỏe để đi làm chứng Có sức khỏe để thăm viếng năng nợ anh em Thức khỏe để đến thăm những người bệnh An ủi gây dựng và cầu nguyện cho họ Xin Chúa cho mình có sức khỏe để mình đi du lịch Xin Chúa nâng đỡ để chúng ta biết đâu là ý Chúa Và chúng ta mời gọi người khác đến với Chúa Như Chúa mong muốn Thứ hai, là họ thuộc lại cái việc lạ lùng của Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng ta biết mục đích của Chúa như trên phong màn đó, một người đi gieo giống, Chúa Giêsu đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và trong Luca đoạn 4 câu 43 chép rằng: Ta cũng phải rao tin lành Đến các thành thành khác vì cốt là tại việc đó mà ta được sai đến. Chúa Giêsu đến là về để giảng tin lành để cho quý ông bà anh chị và chính mình thôi được cứu. Chứ Chúa Giêsu không phải từ trời đến trần gian này để hưởng thụ. Chúa đến không phải để hưởng thụ, Chúa đến là để giảng tin lành, để cứu người. Xin Chúa cho chúng ta bước theo chân của Chúa Giêsu. Chúa đến vào ngày muốn chúng ta đi diện thuộc lại việc lạ lùng của Chúa. Ở trong câu 17 thì các gã chăn chiên đã thấy vậy, họ bèn thuộc lại những điều những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Tức là họ kể lại cái câu chuyện rất là kỳ diệu mà họ đang ở trong cánh đồng Bethlehem, thiên sứ của Chúa đến và cho họ biết rõ Chúa cứu thế Giêsu đã giáng sinh và họ thuộc lại cái việc mà thiên sứ của Chúa đến ánh sáng chói loài như thế nào, họ run sợ và Chúa ban cho họ sự bình an ở trong lòng như thế nào. Họ thuộc lại cái việc đó, họ kinh nghiệm cái niềm vui, kinh nghiệm phước hạnh ở trong Chúa khi họ nhận được sứ điệp giáng sinh. Ước ao sứ điệp giáng sinh của lễ giáng sinh năm nay sẽ thật sự ở trong đời sống của chúng ta chúng ta cũng kinh nghiệm được phước hạnh được quyền năng của chúa và chúng ta có thể thuộc lại cái điều đó cho những người xung quanh chứ không phải là thuộc lại cái áo đẹp cái đôi giày cao gót vân vân những điều gì chúng ta có được những điều đó chỉ là tạm thời cái gì chúng ta có được về đời này không giá trị gì cái đến làm sáng danh chúa Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và người khen Đức Chúa Trời về những điều mình đã thấy và nghe, y như lời đã báo trước của mình trong câu 20 đó. Sau khi gặp và tôn thờ Ấu Chúa, thì họ trở về, họ làm sáng danh Chúa về những điều mà họ đã thấy và nghe. Bây giờ, danh của Chúa được cao rao. Họ chứng thực những điều mà kinh nghiệm được, miệng họ nói. Ở đây chúng ta thấy rất là phước hạnh, bởi vì cái điều mà họ thấy tận mắt, Họ nghe tận tai về những điều mà Chúa cho Và bây giờ họ sung sướng Đời sống họ giống như ngọn đèn Chiếu sáng cho những người xung quanh Xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng ta Để chúng ta cũng Làm sáng danh Chúa và ngợi khen Chúa Qua cuộc đời của chúng ta Chúng ta nhận được Chúng ta bày tỏ sự sáng Của Chúa dành cho chúng ta Quý ông bạn chỉ biết cái sự sáng đó Nó sáng nhất ở đâu không nó sáng nhất ở trong cuộc đời mình đối với những người lân cận. Ví dụ như chồng sống thì vợ thấy ông chồng sáng như thế nào bà vợ sống ông chồng thấy và vợ sáng láng như thế nào người cha mẹ sống đúng thì đứa con nó thấy cha mẹ sống đúng sống đẹp làm chúa như thế nào người con sống đúng lời chúa sống bày tỏ ánh sáng thì cha mẹ thấy như thế nào chúng ta sống như thế nào con cái của chúng ta dâu rể của chúng ta nó thấy nó biết rõ chúng ta sống như thế nào Chứ không phải là sự sáng đó đối với những người chung quanh thôi Nhưng mà Một doanh nhân cơ đốc nói rằng Sự sáng sẽ chiếu sáng mạnh nhất Ở nơi gần nhất Sự sáng sẽ chiếu nơi mạnh nhất Sẽ chiếu sáng mạnh nhất ở nơi gần nhất ừ. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta Có một câu chuyện về một vị mục sư kia Hầu vị Chúa Ở trên một cái khu vực Một cái làng đánh cá Và có một cái nhà thờ ở trên một đỉnh núi cao và trong một đêm kia thường thường là có những buổi tối ông đến cho nhóm cầu nguyện lúc bây giờ mưa rơi tầm tã và bầu trời bên ngoài tối đen như mực bà vợ ông nói bây giờ mưa tầm tã như vậy bầu trời tối đen như vậy ông đi đến đó ai đến để mà nhóm cầu nguyện với ông thôi ông ở nhà đi nhưng mà ông nói không tôi cứ đến cầu nguyện và dù người vợ có ngăn trở thì ông cũng đến để cầu nguyện đến nhà thờ để cầu nguyện một mình ông ông lên ông lúc bây giờ là chưa có đèn điện ông treo cái đèn lên trên cao và lúc bây giờ mở cửa ra treo đèn lên rồi đọc lời Chúa rồi cầu nguyện cho anh em và quý ông bạn anh chị biết không có ai đến một mình ông cầu nguyện và trở về và sau khi ông trở về thì câu chuyện nó không kết thúc ở đó nhưng mà có ánh sáng từ nơi Chúa quý ông bà anh chị biết lúc bây giờ những người đánh cá ở những cái vùng xa xăm họ đi về và lúc bây giờ họ đi về cái đó khoảng một dặm tức là một dặm anh là một sáu mét tức là hơn một cái số rưỡi thì những người đánh cá trở về chiếc thuyền lúc bây giờ tối tăm họ không thấy gì họ thấy một cái ánh đèn ở trên ngôi nhà thờ và họ biết đường trở về họ đi được bình an và hôm sau đó họ kể lại cho biết thì vị mục sư này mới biết rằng mình đến cầu nguyện và cái đèn treo lên trên đền thờ đó thì đã cứu được nhiều người ở trên con thuyền kia. Nếu không có thì họ đã chết vì cớ trời mưa gió bão bùng. Họ không biết ở đâu là bến là bờ. Cảm ơn Chúa vì cớ ánh sáng đó mà người khác đã nhìn thấy đã được cứu khỏi một buổi tối rất là kinh khủng đầy sóng gió. Thưa quý ông bà anh chị, bây giờ chúng ta có thể đi đến phần Cuối cùng. Bây giờ chúng ta nghĩ gì? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta tất cả mọi người đều hưởng được ơn cứu rỗi và phước hạnh bình an từ nơi Chúa. Cho nên, chúng ta hãy noi gương nơi bọn chăn chiên ngày xưa để tôn thờ Chúa, để thuộc lại ơn cứu rỗi của Chúa dành cho mình và sống cuộc đời tôn cao dành Chúa. Xin Chúa năng đỡ chúng ta, ánh sáng của chúng ta, sự sáng mà Chúa dành cho chúng ta đó phải lan tỏa từ trong gia đình những người xung quanh, những người trong nhà của mình rồi đến những người chung quanh và đồng bào của chúng ta cũng thấy được để họ đến với chúa xin chúa nâng đỡ chúng ta xin chúa khích lệ chúng ta trong mùa giáng sinh năm nay amen